nơi này bị đào thành chi chít các lỗ. Tại sao vậy? Lẽ nào là có người đào tìm kho báu hay chăng? Người đàn ông này ra sức đào bới thứ gì đó ở khu đất cho núi lửa. Kho báu mà anh ấy đào không phải là kim cương hay đồ cổ gì, mà đó là trứng chim được chôn dưới độ sâu hơn 1 mét. Trứng chim chỉ khi ở độ sâu hơn 1 mét dưới đất núi lửa mới có thể nở ra bình thường. Chính vì vị trí địa lý đặc biệt khiến lượng lớn gà Tây bụi rậm úc bay đến đây để trứng. Người bản địa ở đây muốn vượt qua cơn đói nên đã đi tìm trứng chim. Đây là Papua New Guinea, nằm phía tây nam Thái Bình Dương, nơi đây có rất nhiều núi lửa. Người dân bản địa tuy sống trong môi trường khắc nghiệt nhưng cuộc sống của họ rất mộc mạc giản dị. Sau khi dung nham phun ra từ núi lửa hóa rắn, hình thành nên một hòn đảo. Có 900 người bản địa sinh sống ở hòn đảo này. Sau vụ núi lửa phun trào năm 1994, nơi này toàn là khói bụi đen của cho núi lửa. Đây là một người bản địa, nhà của họ trước kia từng ở chỗ này. Cảnh tượng núi lửa phun trào lúc đó dường như vẫn hiện lên trong tâm trí anh, đến giờ chỉ còn lại toàn khói đen. Nhiệt độ bề mặt khiến mặt đất bốc lên khói trắng, vùng biển gần núi lửa cũng đã bị dung nham lấp chìm. Những thực vật từng tồn tại trên đảo cũng đã trở nên khô cằn. Hòn đảo hiện giờ mà họ sinh sống luôn phải đối diện với núi lửa. Họ vẫn sống như người nguyên thủy, nơi này không có điện, không hệ thống cung cấp nước máy, không có điện thoại và wifi. Người làm việc quá độ như tôi rất thích cuộc sống như vậy. Tuổi thơ của họ rất dữ dội, đá bóng trên đất đầy cho bụi, còn đánh đu trên cây dừa ở biển. Nếu đã quá chán với cuộc sống hiện đại đầy áp lực, thì nơi này đúng là một thiên đường lý tưởng. Lúc rảnh rỗi họ sẽ trồng một vài cây ăn quả. Cho núi lửa rất giàu khoáng chất, làm cho đất ở nơi đây rất màu mỡ, là nơi tốt để trồng trọt. Trồng cây là hy vọng sống tiếp duy nhất của họ. Bởi vì dung nham phun ra từ núi lửa khiến hàm lượng muối của vùng biển gần đó tăng cao, vùng nước xung quanh không thích hợp để các loài cá sinh sống. Vì để có protein nạp vào cơ thể nên họ sẽ đến khu đất cho núi lửa để đào trứng chim. Để chuẩn bị cho lần đi đào này, họ chặt đọt dừa xuống và bện chúng thành những cái lằn kiểu truyền thống, không có máy móc hiện đại. Lá dừa rất nhanh đã được bện thành nhiều chiếc giỏ và lằn đựng. Người trẻ tuổi thì học tập dưới hướng dẫn của những người lão làng, rất nhanh họ đã tạo ra những chiếc lằn phù hợp với mình. Để đến phía bên kia núi lửa đào trứng chim, họ phải ngồi bè gỗ qua đó. Trứng chim là nguồn protein duy nhất của họ. Một tiếng sau bè đã cập bờ. Nơi này được bao phủ bởi lớp tro bụi đen dày, trục từ trên cao xuống, thấy hòn đảo này bị đào đến mức chi chít lỗ. Những lỗ này là do những người tìm trứng đào. Hiện giờ còn có khá nhiều người đang đào. Những con chim này thấy có người đến liền bay vào rừng cây. Loài chim này tên là gà Tây bụi rậm, chỉ đẻ chứ không nuôi trứng. Cách chúng ấp trứng rất đặc biệt, chôn trứng xuống hố sâu giống như đào mộ vậy, đẻ xuống hố rồi lấp lại, sau đó bỏ mặc không quan tâm, chỉ dựa vào nhiệt độ của đất để trứng tự nở. Đất tro của núi lửa ấm nóng cũng là nơi lý tưởng để loài chim này sinh nở và ấp trứng. Họ bắt đầu tìm kiếm trứng chim để đào. Chi chít các hố ở khắp nơi để tìm được trứng chim cũng không phải chuyện dễ dàng, chỉ còn cách dựa vào dấu chân trên mặt đất để đoán nơi chim chôn trứng. Để đào được trứng chim, họ phải dùng xẻng đào đến độ sâu 1 mét. Muốn trứng không bị đào nát thì họ chỉ còn cách đào bằng tay. Đào trứng cũng là một công việc gian nan. Những người này vì để đào được trứng chim mà chui cả đầu vào đất. Vì muốn cho gia đình được bữa ăn protein đầy dinh dưỡng, họ cũng vô cùng liều lĩnh, cả người dính đầy cho đất. Giờ ngày càng khó tìm được trứng chim, chúng đã trở thành kho báu hiếm có trong lòng họ. Có người đã rời đi trong thất vọng, có người thì vẫn kiên trì đào tiếp. Dưới độ sâu 1 mét của đất núi lửa, nhiệt độ vẫn còn nóng ấm. Dưới sự kiên trì không ngừng nghỉ thì họ đã tìm thấy trứng. Anh ấy đến đây đào trứng, cuối cùng tìm được một quả trứng dưới độ sâu 1 mét của đất núi lửa. Hơn nữa quả trứng này mới được chim mái đẻ vào sáng nay. Dùng ngón cái vẽ dấu lên quả trứng, liền biết được độ tươi của trứng. Khi trứng đã được ấp đến một mức độ nhất định thì sẽ không ăn được nữa, nên họ chỉ tìm kiếm những quả trứng mới đẻ được 1-2 ngày. Để không làm hỏng trứng, chỉ có thể đào từ từ bằng tay không. Quả trứng màu trắng nõn đào ra từ trong đất cho. Anh ấy đã đào được quả thứ hai rồi, nhưng cũng có người thì không đào được quả nào. Ông lão đeo khăn này cũng rất cố gắng đào bới. Có thể nhìn ra từ hơi nước bốc lên trên đất, nhiệt độ bên trong còn khá nóng, khoảng 40 độ C. Trứng mà họ đào được có thể nuôi được mấy miệng ăn, cho cả gia đình ăn cũng được. Ông lão này đã đào được 5 quả trứng. Những người trẻ cũng giúp đào bới, nhưng do thiếu kinh nghiệm và kiên nhẫn nên thường tay không ra về. Có những người trẻ khác cũng đến tìm. Những quả trứng này vô cùng có giá trị với họ, có thể buôn bán hoặc trao đổi hàng hóa ở chợ. Anh ấy lúc này cũng đã về đến nhà. Anh và mẹ sống dựa vào nhau, anh mang số trứng ban nãy đào được về đưa cho mẹ. Bà ấy có được trứng vô cùng vui mừng. Nhưng mắt của bà ấy bởi vì lần núi lửa phun trào đó mà mất đi thị lực. Anh ấy vốn muốn bán số trứng này đi để lấy tiền, nhưng sau khi người mẹ khuyên nhủ vẫn là quyết định nấu chúng lên để ăn. Anh là người con rất hiếu thảo, cho trứng vừa luộc xong vào bát làm bằng vỏ dừa. Trứng đối với họ rất quý giá, được ăn trứng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của họ. Video đến đây là hết rồi, nếu thích hãy like và follow kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn.